cả nhà. Xin chào cô chú anh chị. Hôm nay em đi xuống thăm cái hoàn cảnh anh này. Thì trước thì ảnh làm bán xe đi ở ngoài đường đó cả nhà. Nhưng mà hôm nay là anh chịu đường cũng mấy năm rồi. Em biết là cũng mấy năm rồi. Hôm nay thì có chị hàng xóm cái bên đó giới thiệu. Thì em đi xuống đây để thăm ảnh. Cảm thấy như thế nào mà hôm nay nó ảnh là anh mù mất ảnh tiểu đường á, hơi mờ mất ảnh. Bây giờ chị em mình đi vô ở thăm ảnh rồi. Mời con chào ông. Anh thấy không? Thấy em không? Không thấy. Em loạn tưởng là anh biết không? Tưởng à? Dạ tưởng. Anh biết không? Cái chân ở cũng xuống nhắc luôn. Biết không anh? Mình biết. Ủa chứ mình ở ngoài đường vậy hả? Chưa tưởng ở bên đây chị tưởng. Nhà đâu chị? Đây nè. À nhà của mình đây hả? Nhà đây. Nhà nhỏ quá. À, nhà đây. Nhà của ông nè nha mọi người. Mở đèn được không chị? Chị mở đèn giúp em ấy. Có điện không cô? Dạ. Mở điện lên giùm con cô. Lên đây hả? Dạ, bật điện cho cô. Cái này là chắc tầm 2 mét vuông phải không? 2 mét rưỡi á. 2 mét 5 mà thôi biết chưa. Đây nhà của ông này nha. Mở đèn tụi em vô nha. Mở đèn. Mở đèn. Còn bà này lắng tay nữa. Lắng tay thì người đó thì quay cho cả nhà. Đây mình quay cho cả nhà xem cái nhà của ông cụ nha. Từ cửa vô là cái bếp luôn nè. Mình ngủ chỗ nào hả bà? Ngủ chỗ này hả? Khổ quá trời. Mà đó giờ em biết rồi chứ em đâu có biết gì đâu chị mẹ. Nên em đi chợ luôn chứ em đâu có biết đâu. Bà lãng tài hả anh? Dạ, bà lãng tài. Thì anh bệnh anh thì lâu chưa? Lâu rồi. Anh bệnh sao vậy? Lúc đầu thì bị mà tiểu đường. Tiểu đường hay với mà thận hả? Thận. Anh mệt hả? Yeah. Mệt. Mệt. Khóc luôn rồi. Anh ăn uống gì được không? Sáng ăn thêm miếng cơm cho đỡ chứ không mà nó làm mệt chịu không nổi. Dạ. Yeah. Thì anh giờ anh không bán, anh để chị bán hả? À. Em thấy anh ngồi ngoài chứ em đâu biết đâu. Đâu đi nổi đâu. Dạ. Chân sao sưng rồi, sưng hồi nào vậy à? Nè, mọi người coi chân của ông à. Cách này khoảng 3 tháng. Sưng vậy hả? À. Bây giờ nó còn, nó có cảm giác đúng không? Còn. Không, mình không đi bệnh viện. Đâu có xe nữa, không đi. Ngồi trong nhà nóng quá nên ra ngoài này, nhà nhỏ. Ngồi trên nhà thì nó ngợp quá chịu không nổi. Tụ xuống đây ngồi với... Ông khóc luôn rồi. Giờ anh có ước mơ anh muốn đi bệnh viện không? Muốn. Mà tại không có tiền nó không đi nha. Mấy viên nhỏ đi làm đâu có đủ tiền đâu. Đứa thì vợ con, rồi đứa thì đi làm chuyện ma nhà nước đó. Dạ. Đâu có đủ tiền đâu. Dạ. Bây giờ là anh muốn đi bệnh viện nhưng mà không có tiền đi. Ừ. Thấy ông thở dốc á. Mệt. Có lúc đó là mệt chịu không nổi đi. Có lúc nhiều khi đang ngồi vậy nữa, lúc đó làm tự nhiên mệt, không thở nổi. Dạ. Anh tên gì? Anh có thể đọc tên cho... Nguyễn Văn Em. Nguyễn Văn Em. À. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh em? Năm 83 đó. Là 50 mấy tuổi em. 63, chị 69 lớn, chị 6 tuổi là 58 tuổi. À. Anh có số điện thoại không? Rồi, ví dụ mọi người liên lạc anh á. Có nhỏ con gái mình có. Chứ anh không có. Đâu có xài đâu. Không có xài điện thoại luôn cả nhà.
Bây giờ có cái số điện thoại nào mà để mọi người có thể liên lạc được với có cái số mà của bà thường ra đặt hàng đó. À, số đó không được. Chị mẹ ơi, chị mẹ, chị này chị lãng tay. Này, điện thoại. Bị như vậy lâu chưa vậy? Anh bị em lâu lâu rồi. Bởi vì ngồi chỗ này là 3 tháng rồi. À, vậy là hồi trước Tết là em nhớ có quay một cái clip chị Tưởng đi chợ ở đây nè. Là hình vẫn còn gặp chú bán sơ ri ở đầu hẻm á. Nhớ rồi hèn. Trước Tết là con thấy chú vẫn còn bán sơ ri. Bán sơ ri nha mọi người, chứ không phải là cherry nha. Sơ ri nó có mười mấy ngàn ký à. Sơ ri. Họ đâu biết mở khóa đâu. Số điện thoại phải không? Chị hỏi đi, em bấm số điện thoại coi. Em gọi qua chị đi, chị đọc số. Cái địa chỉ của mình là ở đâu, có thể cho mọi người biết rõ ràng được không ông, chú? À, cái địa chỉ nhà của mình á. Đây là cái địa chỉ hồi trước là ở nơi nhà. Lâm là bà sẽ... 16/21. Chị đọc lại giùm em chị, địa chỉ của chú là 16/21. Đường Nguyễn Thái Học. Đường Nguyễn Thái Học. Quận Nhất nha mọi người. Ngay chỗ chợ Cầu Muối á. Chợ cháy. Xin lỗi mọi người nha, là chợ cháy. Số điện thoại của anh là 0345 0345 714 714 252 252 không, mình đọc lại á, 0345 714 252 số rồi. Điện thoại của anh em nằm ngoài đường đi ngủ chứ vô nhà chỗ chặt quá đâu có ngủ được, leo lên xuống đâu đi được đâu. Cái nhà mình nó nhỏ quá, 2m 2m rưỡi, không tới 2m nữa, có 1m mấy nè, chỗ nhà ha. Mình quay cho mọi người xem còn cảnh nha. Đây là cái tầng trên nè, tôn rồi gì nó bị mục dột hết rồi. Giờ như vậy nè, nhà thì nhỏ quá nên chú em á ở trong này thì nó nóng nó ngợp, chú phải để một cái ghế bố ở ngoài nè, chú ngồi người này. Nhưng mà nắng mưa giờ chú ở ngoài này luôn hả chị? Ví dụ như bây giờ có tiền anh đi bệnh viện không? Đi. Trời ơi, ông muốn đi bệnh viện bữa giờ lắm nhưng mà không có tiền. Bà con cô bác cho cũng có cho mà cho tiền, có đâu có đủ đâu mà đi, để uống cua thuốc chứ lợ ăn uống thôi. Nè chị, chân mà nó sưng lên luôn nè chị. Đâu có đi ra ngoài bán cho gì với bà này đâu, mấy bữa dịch từ lục bà tới thời gian cũng không có, có mình bà này giờ đùi dưỡng như vậy. Bà thì bị nặng tay. Nặng tay nặng lắm, nói chuyện giống như gây lộn, bà nói lớn, lớn mới nghe. Như bà bị nặng tay vậy có ảnh hưởng tới việc buôn bán không chị? Ví dụ như người ta nói hả? Người ta mua món quen đó, ta biết là nó nặng lớn. Đây là người đại diện của anh em. Dạ của anh em. Bây giờ anh là rất cần tiền để đi chữa bệnh. Không có tiền. Em cũng xin mấy anh mấy chị nếu mà xem qua cái clip này thì nhờ mấy anh chị tôi cùng chung tay giúp anh để anh có một số tiền để đi chữa bệnh. Thôi hôm nay cũng có qua lời giới thiệu của chị hàng xóm. Thì hôm nay mình xuống mình thăm hoàn cảnh của anh là cũng đột xuất thôi. Cũng như mình đi với phong bụi. Nhưng mà hôm nay phong bụi đi công tác rồi cả nhà. Thì em với nẫu TV đi, chuyện phong bụi đó. Thì đi nhưng mà số tiền này thì em chuẩn bị là cho cô Phượng mà bị mờ mắt á. Cũng bị giữa đường á Duyên. Dạ, cô Phượng An Giang mà đang sinh sống bên Campuchia. Không nghĩ là để xuống thăm anh đâu, thăm anh là để đi xuống phong bụi đi. Nhưng mà cái này cũng là cái duyên. Thì thôi số tiền này em sẽ gửi lại cho anh để anh đi chữa bệnh.
cũng em chuẩn bị cho chị đó, cũng mổ mắt đó là 5 triệu. Em sẽ có số tiền của chị Xuân Lê là gửi cho em 2,5 triệu. Cô Thanh ở Hồng Kông cho 2,2 triệu. Còn người ẩn danh 200. Chị ở bên Anh cũng đến xe vào bía mình là cho 200, một người ẩn danh cho 100 là 300, như vậy là được 5 triệu. 100 mà chị đi lộn 200. Đây mình đọc, xin đọc lại danh sách nha mọi người. Làm cô Sương, cô Sương Lê 2,5 triệu, cô Thanh ở Hồng Kông 2,2 triệu, một người ẩn danh đến quán 100. Chị Tưởng em ủng hộ 100, và chị một chị ở bên bên Anh á có ủng hộ 200, vì là 5 triệu, tổng số tiền là 5 triệu. Dạ. Món quà này thôi, hôm nay em đi hoàn cảnh này thì cũng có răng, anh rất cần tiền để đi chữa bệnh, thì thôi em sẽ trao lại cho anh chị. Chị giúp em đưa anh đi chữa bệnh giùm em nha. Đây là 1 triệu. Đây là 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. Em xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn các chị rất nhiều đã tin tưởng em và gửi tiền em đã gặp những hoàn cảnh khó khăn như thế này, thì em xin giúp cho anh, cho mấy anh mấy chị để gửi số tiền này cho anh chị, để anh chị đưa anh em đi bệnh viện giúp em nha. Rồi em xin thành cảm ơn rất nhiều. Rồi thì, cảm ơn anh em, cảm ơn cô Xuân Lê, cô Xuân Lê và 2 người giấu tên phải không em? Dạ, 2 người ẩn danh, cô Xuân Lê với lại cô Thanh bên Hồng Kông á. Chị Tưởng nói như vậy chắc em nghĩ cô không có nghe được đâu. Cô bị nặng tai cô nghe được đâu. Cô cũng thông cảm, tại vì anh em giờ anh nghe được, anh cảm ơn giùm em đi. Nói đi. Cảm ơn. Anh nghẹn thôi, mọi người cũng thông cảm giúp em. Tại vì anh cũng mệt đó. Thì thôi chị chú xúc động quá. Nói nghẹn không được. Chú khóc. Bây giờ thôi mọi người cũng thông cảm rồi. Không sao đâu. Khi nào anh khỏe thì anh sẽ cảm ơn sao. Bây giờ đi em. Mọi người thông cảm chú nha, bây giờ chú xúc động quá, xong chú yếu, chú mệt á. Chị đưa anh đi bệnh viện giùm em nha. Đưa đi nha chị. Dạ, trong ngày hôm nay mình sắp xếp mình cho chú đi bệnh viện đi cô. Không nghe chị. Không biết gì đâu, đâu. Còn con gái mới về mới được. Không, con gái thì mấy giờ về chị? 5 giờ mấy chị gửi lời lại giùm em nha. Dạ. Chứ giờ nó cũng đi làm, nó không có ở nhà. Dạ. Tại vì em thấy chú yếu quá rồi. Dạ. Nhưng mà chú nó cần tiền đi bệnh viện thì tụi em cho. Chú có bảo hiểm không chú? Không có. Không có giấy tờ. Không có giấy tờ hả? Không có giấy tờ luôn. Nó có giấy tờ là xin ở đây vòng vòng là cũng mua được cũng bảo hiểm, nhưng mà không có giấy tờ gì luôn, không giờ đâu có mua bảo hiểm được. Dạ. Bởi vì phải chịu vậy dần luôn. Dạ. Rồi mọi người có xem được cái clip này, mọi người chung tay giúp đỡ cho chú em nha mọi người, cùng chung tay với chị Tưởng giúp đỡ chú em nha. Rồi mình xin kết thúc cái video này, cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình ạ. Địa chỉ của ông chú với lại cô mà bác sĩ là ở địa chỉ 16A Nguyễn Thế Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận Nhất nha mọi người. Em muốn hỏi chị bác sĩ đây đó. Thường ngày á thì cách đây 3 tháng á là ông chú bán sơ ri chỗ này nè, là chú bán những cái trái sơ ri như vậy nè mọi người. Thì 3 tháng nay á chú bị biến chứng, chú bị mù, hai con mắt không thấy đường nữa và chân của chú nó phân phù lên á. Thì sức khỏe của chú nó yếu rồi nên cô ra bán sơ ri, nhưng mà cô á thì có một cái khuyết điểm là cô bị nặng tai nên mọi người mua á nói cô không có nghe. Nè. Sơ ri này nhiêu ký cô? 25 ngàn. Mọi người có đi qua cái cung đường này thì mọi người ghé lại mua ủng hộ cho cô nha, để cô có tiền thuốc đưa chú đi khám bệnh nha mọi người. Nè sơ ri này nha mọi người. Rồi. Đây là chị Tưởng.